Vâng, hello các bác nhá. Lời đầu tiên cho em Thảo để được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác đang xem cái video này của em. Hôm nay thì bên em Thảo sẽ về những cái dòng cưa Nhật cao cấp, một cái mẫu cưa chuyên dụng dành cho các bác làm cây bonsai, làm cây cảnh. Thì với cái mẫu cưa này, khi các bác mà xem được video đang quan tâm tới dụng cụ cây cảnh của bên em Thảo, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại nhé. Số của nhà em có Zalo, em sẽ có một số, đó là số 0888 636 138. Đấy là số điện thoại chính để em tư vấn và cũng như là cung cấp gửi tới các bác tất cả những cái dụng cụ làm cây. Thì đây là một cái mẫu cưa Nhật, một cái mẫu cưa rất chi là cao cấp, giá trị cao, đắt các bác nhé. Nhưng mà đổi lại thì nó lại chất lượng. Với các bác mà dùng để cưa những cái cành cây, những cái cây có giá trị, ví dụ như em xem các bác có những cây me lên tới mấy trăm triệu, những cây tùng, cây mai nó đến hàng tỷ đồng, mấy trăm triệu, thì chắc chắn là em cũng biết các bác đang chọn một cái dụng cụ thật tốt để chỉnh sửa cái cây đấy của các bác cho nó đỡ chảy xước. Thì đây là một cái mẫu cưa lý tưởng dành cho các bác làm những cái cây có giá trị cao. Và đối với các bác mà thường xuyên đi làm cây, các bác cũng cần phải có một chiếc cưa thật sắc bén. Thì tuy chiếc cưa này nó có đắt, nhưng mà đổi lại thì nó lại dùng được chất lượng và lâu năm. Đấy, một chiếc cưa, các bác mua chiếc cưa rẻ nhá, thì các bác dùng lại nhanh bỏ đi. Còn với chiếc cưa này thì nó sẽ đi theo thời gian luôn, mãi mãi. Và cũng nói với các bác là nói chung là đồ thì là đồ chất lượng rồi, nhưng cũng phải tùy thuộc vào người dùng. Thì khi các bác dùng cái mẫu cưa này, các bác cũng tránh cưa vào đất, vào cát nhé. Dùng xong các bác bảo quản thì lau cho một ít dầu vào để cho nó được lâu bền. Thì với cái mẫu cưa này thì các bác nhìn cái mắt của cưa, cái mắt của nó siêu nhỏ, như siêu nhỏ mịn luôn nhé, luôn sắc bén. Cái này thì đảm bảo các bác cưa nó sẽ nhanh và mịn. Đấy, rất chi là thoáng cưa. Một cái mẫu cao cấp, đây là mẫu cưa cá mập, mẫu cưa 24cm. Thì với cái mẫu cưa này em sẽ có 3 kích thước, đó là mẫu 24cm, mẫu 21cm và mẫu 12cm. Một cái dòng cưa cao cấp, cưa gấp nhé. Đây là mẫu 21 này. Với tất cả những cái dụng cụ hôm nay em đặt đây thì đều là dụng cụ cao cấp nhé, để các bác nhà mình lựa chọn. Đây là mẫu 21cm này, hàng cá mập này. Đấy, hàng made in Japan chuẩn 100% nhé. Thì đây là một cái mẫu cưa chuẩn đét nhất để các bác làm cây bonsai, làm vườn. Rất nhiều bác trồng bưởi, trồng những cái cây giá trị thì em cũng thấy các bác sử dụng rất nhiều. Bởi vì nó là một cái công việc thường xuyên các bác phải làm tới. Làm để cho nó sắc bén, không mất việc, làm cái được việc ngay. Thì các bác hãy sử dụng một cái mẫu cao cấp như thế này. Và tiếp theo thì em sẽ gửi tới các bác cái mẫu cưa 24cm của dòng cưa cưa gỗ. Nếu các bác cưa gỗ thì cây cưa những thân cây to thì thường xuyên các bác sẽ sử dụng cái mẫu này, nó sẽ thoáng. Cái này là hàng Sakti của hàng cá mập nhá. Đây là các bác này, mẫu này mẫu 24cm, đã ghi hết ở trên thân cưa. Mẫu này là hơi vòng một tí nhá. Đấy là một mẫu cao cấp này. Và mẫu này thì sẽ là mẫu 21cm, vẫn dòng của nó nhá. Sang cái dòng này nó sẽ đắt hơn cái mẫu lưỡi trắng này. Đấy. Và đây là tiếp theo là gửi tới các bác cái mẫu độc đáo nhất. Hàng này đắt vô cùng các bác ạ, 21cm. Mẫu này toàn trên 1 triệu hết các bác nhé. Đây, ở cái mẫu này, mẫu này là trên 1 triệu này. Còn mẫu dưới đang em vừa mới đăng tải thì nó không tới. Đây là hàng Saki này các bác này, made in Japan, 21cm. Cái này chuẩn đét luôn các bác nhìn này. Lưỡi so le, răng so le nhé. Chất liệu cầm siêu nhẹ luôn. Đấy, chất lượng 21 này. Còn đây là cái 27 này. Cái 27 là rất chi là đắt này. Đấy, cưa xịn vô cùng nhá. Thì qua cái video ngắn này, các bác mà đang quan tâm tới những cái dụng cụ cao cấp, hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em Thảo nhé. Đầu số điện thoại của nhà em thì sẽ là số 0888 636 138. Số điện thoại chính để em tư vấn và cũng như phục vụ các bác làm cây trên mọi miền Tổ quốc. Và khi các bác mua những cái sản phẩm này thì em sẽ miễn phí ship nhé. Hàng tới nhà các bác bỏ ra kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Mẫu Saki này nó dao động từ 500 cho tới 800 này.
Còn cái mẫu hàng này nó toàn trên 1 triệu nhé. Mẫu 27 này rất chỉ đắt. Còn mẫu này nó tầm từ dao động từ 700 đến 850, 900. Đấy, giá rất chi là cao. Nhưng mà đổi lại các bác dùng siêu bền sẽ được rất chi là lâu. Với các bác dùng thường xuyên cho được việc thì các bác tốt nhất nên dùng những cái mẫu này. Và khi các bác xem được video ngắn, các bác đang quan tâm tới sản phẩm, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những cái video của nhà em qua những cái sản phẩm hay như thế này nhé. Các bác đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh nhé, để đón tiếp theo những cái video của nhà em. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.